Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Kim Quốc Tiến, hệ thống showroom thiết bị vệ sinh và nhà bếp số 1 Việt Nam. Ở trong video ngày hôm nay thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu bộ combo đến từ thương hiệu Hefler nhé. Ở đây là hai sản phẩm đến từ Blanco, được Hefler phân phối trực tiếp. Thì đầu tiên đó là một cái chậu đá mà chúng ta có thể thấy thì cắn nó sẽ nằm ở phía bên tay trái mình. Ở đây thì chậu sẽ gồm có hai học đều như thế này, hai học. Rồi sẽ có bên phía bên phải này sẽ có thêm một cái lỗ thoát tràn và bộ xẻ si phong ở phía bên dưới này ngăn mùi chống hôi và cũng như là sẽ lọc rác rất là đơn giản. Rồi tiếp theo nữa phía bên này thì sẽ cũng sẽ có cái phần cánh này thì mình có thể là đựng thực phẩm trái cây sau khi mà mình rửa xong. Ưu điểm của sản phẩm này chúng ta có thể thấy những cái đường rãnh này sẽ giúp cho nước nó mau thoát xuống cái phần phía dưới này được tốt hơn hết. Và nó sẽ hơi trũng một tí, nếu mọi người nhìn nghiêng sẽ thấy được rõ điều này rõ hơn. Rồi tiếp theo nữa thì để mà tạo nên một cái bộ combo tông sực tông thì ở đây mình có thêm một cái giải pháp gọi là đưa combo vòi bếp cho nó phù hợp hơn. Vòi bếp này cũng là một vòi bếp nóng lạnh và cũng đến từ thương hiệu Blanco. Vòi có thể quay đây, quay qua lại trái phải rất là dễ dàng. Thì vòi cũng sẽ có chế độ đó là nóng lạnh và mình sẽ gạt valve ra để mà có thể điều chỉnh được cái lượng nước. Ở phía dưới vòi thì sẽ có một cái lưới lọc để mà giúp đánh tơi nước và hạn chế những cái cát bụi ở trong nước nó đi ra. Thì sản phẩm này có một màu xám rất là đặc biệt và khá là trang nhã. Chính vì vậy đừng quên sở hữu ngay bộ combo này bằng cách click ngay vào link phía dưới nha. Chào tạm biệt mọi người.